ngồi yên một chỗ và kiên nhẫn chờ đợi cũng là một cách rất tốt. Nhưng mà trong lúc tình cảm còn đang nóng bỏng thì nên thổ lộ tình cảm trong lòng nhanh như một cơn gió đi. Nếu không nhanh bày tỏ, người đó có thể biến mất, rồi sau đó không bao giờ quay trở lại nữa. Hãy mau nói thật lòng mình khi còn có cơ hội.